Hello, xin chào anh em nha. Thì hôm nay Hữu Pháp từ gánh buổi chiều chạy đi vòng vòng kiếm clip cho anh em xem nha. Thì Hữu Pháp test với cái mẫu nó tàu mới nha anh em. Cái này là mẫu Adam V2. Lúc trước mình có bán cái bản bóng gương đó anh em. Bây giờ là cái bản mới về là bản full két nguyên cây nha anh em. Đây là kẹp cải tiến nha, chắn chống tuột thun và xây thun nha anh em. Rồi, cái mẫu ná này Hữu Pháp bán là 280k bao ship nha anh em. Tặng cho anh em 3 bộ thun nha, 3 bộ thun Adam kèm theo nha. Này ná có hết bi luôn anh em. Thì Hữu Pháp giờ này cũng 3 giờ mấy chạy vòng vòng kiếm vài chú cầu bọ thử có khi nào bắn được không anh em. Đây, mày có thể người giờ này dính hơi chá nắng ngực nắng này nè. Đi dài dài theo đường này nè. Giờ này người ta cũng ít ra đồng á. Rồi, chút xíu Pháp sẽ ghé kích cò chiều cái vườn dừa luôn nha anh em. Anh em theo dõi hành trình của Pháp nha, gắn kiếm hai ba con cò bọ gì mình về quay ẩm thực cho anh em xem nha. Let's go anh em ơi. Lụm anh em ơi, một chút cò bọ nghe đầu rồi. Lụm anh em ơi. Lụm anh em ơi. Một chút cò bọ nghe đầu rồi. Để mình rút chìa khóa cái anh em ơi. Tụi chạy nãy giờ mới gặp được chút cò bọ anh em. Nó tự mà nó bay vô đi gần là bắn xiên cỏ qua nè. Một chút cò bọ. Xiên cái đầu mày rồi. Gì trời? Cây tê nhờ. Rồi anh em ơi anh em. Gớt không gớt con gớt không. Đâu đâu con đâu con đâu con. Trời ơi trời tỉnh lên anh em. Đâu đâu gớt gớt gớt. Trời mới bay ở đây đáp trên này. Trời mắt luôn cái gì trời. Mắt luôn cái gì trời. Rồi mắc thiệt anh em ơi. Bắn sứa cổ đó anh em ơi. Rồi mắc luôn rồi. Trời. Xíu nữa mà tưởng nó mát luôn anh em ơi, anh em bắn sứa cổ nó quá giờ cọ bự rồi thôi. Ui, nó uống nè anh em ơi, cất nè, máu hơi máu quá anh em. Rồi gì muốn xiên nách đây. Mẫu ná mới mình nha anh em, thùng Adam Black nha, khẩu 12-19.25 nha. Nãy giờ chạy vòng cò cũng có cò mà nhát quá nè, mới bắn được con nè. Rồi tiếp tục nha anh em. Trời ơi, tiếp lên tiếp xíu lắm anh em ơi. Trời lắm. Trời lắm. Trúng luôn anh em. Trời trời. Kìa. Gớm không, gớm không. Còn nó yếu anh em. Rõ ngay mua lưng luôn trời ơi. Té ngoài luôn kìa anh em ơi, chết rồi anh em ơi. Té chết luôn kìa. Liệt hai giỏ anh em ơi. Rồi rồi rồi, để mình vô anh kiếm đó. Hơi đỏ anh em ơi. Gớt. Té.
Gớt. Té. Trời ơi trời, kìa. Gớt anh em ơi, rồi gớt ở giữa ruộng luôn rồi tà ơi. Cây tới nhờ. Trời ơi, con cú đất giữa ruộng rồi. Nó có sụn, mượn sụn là bơi mới được anh em ơi. Gớt xuống giữa ruộng rồi đó anh em. Cô mini cản đường anh em ơi. Nãy giờ mới bắn đường cầu bà thôi. Nhập cô mini bắn kiếm pha cho anh em xem nha. Trời ơi. Trời ơi. Gì trời. Trời ơi, mất hai con của mình luôn anh em ơi. Nó đang bay vô anh em. Cầu bà bay vô anh em. Trời ơi. Em gớt anh em. Đảo là chết là liền trời. Hello anh em nha. Thì giờ Hữu Pháp vô vườn dừa gần cò chèo nha anh em. Nãy giờ chạy vòng ngoài bắn được chú cò bợ anh em. Giờ bị mấy con nha. Đây. Mình gần cò chèo nha anh em. Hy vọng về sớm mình quay thấy cho anh em xem một hai file gì nha. Rồi. Mình gắng kiếm một hai con về làm thực cho anh em xem anh em ơi. Cổ nè. Ê. Ta xuống coi. Thôi. Cái cổ nè mày. Cứ xuống mày. Một chú cò nữa anh em. Cứ xuống. Sớm anh em ơi, mình đang kiếm vài con cho anh em xem nha. Một con nữa. Một con nữa anh em ơi. Cây cổ rồi. Đó, gắt nghe nè. Con cò bự quá bự nè. Nó bay vào nguyên vậy mình lựa con bự nha. Bắn con này kẻ cổ. Đây nè.
quá đã không? Đây, ai làm bắp nha anh em. Có cần thì cứ liên hệ số hỏi chat màn hình của bắp nha. 4 con anh em ơi, quá đã. Tiếp tục nhé. Rồi, hello, xin chào anh em nha. Thì nãy Pháp có định cò chiều mà bắn đủ ăn là mình chạy về anh em. Nhưng mà tại đường xa chạy về đây thì nãy hơi tối anh em ơi. Hôm 6 mấy gần 7 giờ rồi. Đây là thành quả của mình nha anh em. Đây, thì được 5 chú cò bợ nha. Này cũng solo một mình cũng khá là ok nha anh em. Đây là mẫu ná hôm nay em đi săn đồng hành với mình nha. A5V2 bản full cát nha anh em. Này nó tạo nha, cạp cải tiến luôn nè anh em. Hôm nay mà đi săn chỉ có bắn được hai bộ thun nha anh em. Tại mình có bắn mấy con cò bay dối theo nữa mà nó xa, bay xa quá anh em ơi, nên không có gớt nha. Rồi, đây Pháp sẽ bằng cái này mình sẽ làm đủ ăn thôi nha anh em. Rồi, anh em theo dõi rồi Pháp làm món gì nha. Rồi, xem đến đây thì anh em có thấy hay thì cho Pháp xin một like đến cái kênh nha. Bây giờ săn có mình anh khá là khó săn cò anh em ơi. Tại giờ nhiều anh em chơi ná lắm, cò nó cũng khá nhát nha. Rồi, anh em theo dõi Pháp làm món gì nha anh em. Rồi, hello anh em nha. Thì Pháp làm cái món cò hấp nha anh em. Cò hấp nước dừa nha, xả thì mình đây nhét để dưới nha. Thì mình làm chỉ hai con thôi anh em ơi. Còn ba con kia mình để lại nha. Ăn không có hết anh em, có mình với người cô à. Rồi, chiếu chính thì Pháp quay tiếp cho anh em xem nha. Rồi, hello anh em nha, giờ để mình khui hàng cho anh em xem nha. Đây, hấp dẫn cho anh em. Con cò bợ giữa mùa mà giờ nó mập như cỏ cuối mùa vậy anh em. Rồi, để Pháp bà lên từ kè quay tiếp cho anh em xem nha. Rồi, đây nha anh em, để mình lấy ra ngoài cho anh em xem nha. Đã chưa? Lên dĩa, lên dĩa. Cũng mềm mà nha anh em, mình để cho nó vừa mềm thôi. Đây, xả mình lót dưới đây nha. Đây là nước dừa nha anh em, nước này hấp được nha. Rồi, để lên anh em ơi. Ok anh em, chẳng chờ. Xin mời anh em ăn cơm của Pháp nha anh em. Đây, Pháp cắt con cò nha nha. Mềm, thơm, xả, thơm của hành đó anh em. Nó không có hôi hôi cái mùi tanh của cò nha. Quả thơm luôn anh em ơi, mỡ thơm. Đây nè, anh em coi cò heo nha. Còn hai con cò kia bự lắm nha anh em. Nhưng mà mình làm con vừa vừa với con bự à. Đã ghê. Ui dù, anh em ôm cái ức kêu con dạt với anh em. Quá đã luôn. Bự gì ăn chó đá anh em ơi. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Rồi, đây Hữu Pháp mời anh em ăn cơm của Hữu Pháp nha. Đây là hai chú cò bợ mà mình cắt cả một dĩa luôn anh em. Này mình hấp nước dừa nha, xả với củ hành cho nó bán cái mùi cò nha anh em. Rất là thơm xả luôn. Cò nó mềm nữa, cò nó mập lắm anh em. Đây là muối ớt thần thánh của mình nha, nước chanh. Đây rau sống. Đây khô cá chạch nha anh em. Rồi, Pháp mời anh em cái miếng ớt đi. Ôi ôi, cò nó mập nè anh em ơi, mở nè. Ừ, hơi nóng anh. Đã chưa? Chờ nó Pháp quay lại cái nha anh em. Rồi, đây mời anh em nha. Ừ.
quá ngon luôn em ơi. Nó thơm mùi xả mà củ hành nó bán cái mùi tanh của cọ. Nhưng vẫn giữ được cái mình hấp á anh em, nó không có thấm với nước á. Vẫn giữ cái mùi thịt cọ nó ngọt. Trời ơi đã. Anh em nhìn sớ thịt nè. Mời anh em cái nữa nha. Này hơi thiếu rượu nha anh em. Nhưng mà sáng mình đi làm sớm rồi nên không có dám uống nha. Sợ chạy gặp mấy anh chú công an một cái mai nó cũng còn mùi anh em. Rồi, đây Pháp để Pháp gác máy lên nha. Để mình với cô ăn nha. Rồi. Quá ngon nha anh em. Anh em bắn được cò về mình bắn liền á. Mình làm thử món này nha. Xả mình đập dập ra mình để ở dưới. Xong mình chế nước dừa vô nha anh em. Rồi củ hành á mình nhét vô bụng đó. Để một miếng bột nêm vô là gọi đây nha. Có hành phi mình gắt hành phi lên cho nó thơm nha. Qua đã anh em ơi. Đây. Ok anh em nha. Rồi hello anh em nha, mời anh em cái đùi con cò bả nha. Chạy mưa lắm anh em. Chấm vô lốt vô. Quất cá cho nó đã anh em ơi, mời tất cả anh em trên kênh của Pháp nha. Chỗ cái da trên nữa dính cái mạng hơi dai nè, mình cầm hai tay cũng được. Quá đã nè, nó không mềm quá chứ nó không dai quá đâu, rất là giữ được độ ngọt luôn, rất là ngon. Mình cắt dính vô cái xương, nhai nó gọt bột. Rồi Pháp xin kết thúc video này nha anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Thấy video hay thì cho Pháp xin một like, đăng ký kênh nha anh em. Có cần thông tin ấy cứ liên hệ số điện thoại góc trái màn hình của Pháp nha. Tạm biệt anh em.